Chúng tôi là phụ nữ. Đây là phụ nữ. Chúng tôi là phụ nữ. Lựa chọn giày xinh cho Tết, lựa chọn và bảo quản các trang sức bằng bạc là những chủ đề sẽ có trong chương trình Chúng tôi là phụ nữ hôm nay. Bảo Anh và Thiên Trang sẽ giúp các bạn lựa chọn những đôi giày vừa xinh đẹp lại vừa thoải mái để chúng ta có thể diện trong dịp năm mới nhé. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ủa, mà sao hôm nay tự nhiên á em có nhã ý dẫn chị đi mua giày vậy ta? Mà chị cũng đang tính á là có thời gian rảnh này hai chị em mình đi sắm vài đôi giày mới để mình đang dịp xuân, đúng không? Đúng rồi. Mà lần này chị muốn mang giày cao gót à, bình thường mang giày thấp hoài rồi. Em thấy là không có nên đâu, chị đã quen mang giày thấp á thì nên là mang giày thấp đi. Còn không có chọn đôi nào cao cao xíu thôi, đừng có mang giày cao quá, đi không được đâu. Thì chị cũng đâu có tính là chọn mấy cái đôi cao gót quá đâu. Thôi được rồi, thật ra em thấy là nhu cầu mang giày cao của chị cũng là chính đáng để cho đẹp hơn, đúng không? Đúng. Nhưng rồi, mà thật ra mình phải chọn những cái đôi giày nào mà mình mang cảm thấy là thoải mái, êm ái nữa nè, phù hợp với lại chân của chị, đúng không? Hiểu được nhu cầu này của chị, em đã hẹn ngay cho chị. Đó, một nhà thiết kế của thương hiệu Gosto sẽ tư vấn cho chị em mình á. Thiệt phải không? Thiệt. Đi liền đi. Để em gọi chị đó nha. Bạn thường xuyên không dành nhiều thời gian để chăm sóc cho những đôi giày của mình, và rất nhiều phụ nữ đã quan niệm rằng bản thân họ mới chính là điều quan trọng nhất thể hiện một phong cách. Nhưng thực sự điều đó lại được thể hiện qua những gì dưới chân của bạn đấy. Trích dẫn từ một câu nói của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Christian Dior: và hẳn nhiên không phải bạn diện bất cứ bộ trang phục nào với một đôi giày bất kỳ nào cũng sẽ đẹp. Chúng đòi hỏi những quy tắc riêng mà bạn cần lưu ý khi lựa chọn. Chính vì thế, hãy kiên nhẫn dành ra chút thời gian để tìm hiểu, ứng thử tất cả những lựa chọn giày dép mà bạn cho là phù hợp với mình. Chương trình Chúng tôi là phụ nữ ngày hôm nay sẽ giúp bạn lựa chọn một đôi giày phù hợp để diện trong những ngày đầu năm mới nhé. Giới thiệu với Bảo Anh và các bạn khán giả nha, đây là chị Quý, là nhà thiết kế chính của thương hiệu Gosto. Ngày hôm nay thì chị Quý đã hứa với Thiên Trang rằng là sẽ tư vấn cho chị em phụ nữ mình á, có thể là chọn lựa những đôi giày thật là đẹp nè, thật là thoải mái và phù hợp với chị em mình trong mùa xuân này. Câu hỏi đầu tiên là Thiên Trang sẽ đặt ra cho chị Quý nha. Ủa sao em dẫn chị đi cho chị hỏi thì đó, nhưng mà bây giờ em có thắc mắc em phải hỏi liền tại sợ lát nữa em quên. Để hỏi đi rồi để chị còn đó. Cái điều quan tâm đầu tiên á, khi mà em đi lựa giày á, là em quan tâm tới cái kích cỡ của đôi giày. Em nghĩ là ai cũng biết kích cỡ chân của mình là bao nhiêu, nhưng mà đôi khi á, mình chọn kiểu giày này á, thì cái kích cỡ nó hơi khác với lại một cái loại giày khác. Thì chị tư vấn cho em làm sao để chọn được một cái kích cỡ giày mà phù hợp với chân của mình nhất. Đầu tiên trước khi mua giày, các bạn gái cần nắm cái số đo và đặc điểm đôi chân của mình để mà quyết định. Thường đối với size giày của nữ thì thường là size từ 34 tới 41. Tuy nhiên đối với Việt Nam của mình á, là thường là 36 tới 38. Có một điểm cần lưu ý nữa rằng là nếu mà một đôi giày quá chật hoặc là quá rộng thì tốt nhất các bạn gái đừng nên mua nó. Bởi vì một đôi giày quá chật nó sẽ làm cho các bạn bị đau, bị sưng tấy, ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn một đôi giày mà nó quá rộng thì nó sẽ làm bạn không tự tin và sải bước vì cố để mang nó, nên là đôi chân của bạn rất mỏi để níu giữ. Đồng thời tướng đi của bạn sẽ bị biến dạng, và nguy hiểm hơn là cái cuộc sống của bạn cũng sẽ bị xiên vẹo theo. Điều quan trọng nữa là giày á, thì nó cũng giống như là quần áo vậy đó, nó cũng có xu hướng với lại thời trang vậy. Nên là không biết đó là cái xu hướng vào mùa xuân năm nay là như thế nào đó. Xu hướng giày dép của năm 2015 hứa hẹn một năm đầy sáng tạo. Sáng tạo về màu sắc, sáng tạo về chất liệu và sáng tạo về kiểu dáng. Có vài cái xu hướng nổi trội trong năm 2015 như sau. Hiện nay những đôi giày gót thô đang làm cho các bạn nữ thích thú. Nếu mà các bạn gái thích cái sự thoải mái khi đi làm, khi đi dạo phố thì đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cái xu hướng nổi trội thứ hai đó là bên cạnh mốt sandal chiến binh, thì năm 2015 sự kết hợp của mới mẻ giữa cái sandal và cái mũi giày gót nhọn nó đang làm thôi miên giữa các phái đẹp. Nếu ai đang thích sự hoang dã thì đây chắc chắn sẽ không ai bỏ qua cái xu hướng này. Cái xu hướng thứ ba không kém phần quan trọng đó là những đôi giày cao gót mũi nhọn đầy màu sắc luôn tạo nên sự phấn khích của các nàng đam mê thời trang. Cho dù bạn nữ tính
mạnh mẽ hay phóng khoáng, đi tiệc hay đi làm thì một đôi giày mũi nhọn sẽ làm cho bạn thêm nổi bật. Vậy là hợp với hai chị em. Đúng rồi, cả hai chị em mình luôn. Biết đâu bữa nay chị thay đổi phong cách chút xíu, chọn mấy đôi giày mà mũi nhọn đi, màu sắc lên. Bây giờ thì quý phải lựa chọn cho bao anh cái đôi giày nào mà nó phù hợp với lại cái sở thích là thích nhẹ nhàng, nữ tính, dễ thương nè. Với bao anh, bạn chọn cái phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn đảm bảo thoải mái khi mà đi tiệc, những dịp mà cuối năm thì mình sẽ chọn cho bạn vài mẫu. Như là cái mẫu đôi xanh đan kim tuyến. Và đôi xanh đan kim tuyến này nó kết hợp với túi kim tuyến sẽ làm bạn nổi bật trong các buổi tiệc đêm. Em thấy là má chị mang đôi giày này nè, đi tiệc buổi tối thì rất là hợp rồi đó. Lấp lánh luôn, chị sẽ nổi bật. Đẹp á, chị thấy cái này đẹp cũng ha. Dễ mặc trang phục nè, mặc mấy cái váy đơn giản màu đen, đúng rồi, hoặc là màu đỏ cũng được, mà mặc dạ hội cũng được. Đúng rồi, nó cầm theo cái ví cầm tay nè. Mà cái này là đi buổi tối đúng không? Còn buổi sáng thì sao chị? Ban ngày sao? Ban ngày thì mình sẽ chọn cho bảo anh một đôi giày cao gót mũi nhọn màu kem. Đẹp đó, rất là hợp với anh chị. Mũi nhọn nè, mày chị nói là muốn có một đôi giày cao đúng không? Mà chỉ nói xu hướng là mũi nhọn. Đúng rồi, mà chị cũng thích cái màu da nữa. Nó dễ mặc đồ nữa này đúng không em? Màu da sẽ làm cho cái tô dáng của bạn mình lên. Nếu bạn muốn kết hợp với đi dạo phố thì cái túi màu kem sẽ rất là hoàn hảo đối với bạn. Để coi còn đôi nào hợp với bao anh đó anh ta. Mà có cái nào mà nó hơi cá tính, mà cá tính nhẹ thôi nha, để mình thay đổi phong cách chút xíu chị. Nếu bảo anh thích chọn một cái đôi mà hơi cá tính một chút thì mình sẽ chọn cho bạn một đôi zigzag với gam nhọn luôn. Đúng rồi, với gam màu trắng đen với họa tiết zigzag thì nó sẽ là tạo thêm cái sự nổi bật cho cá tính của bạn. Và một đôi giày zigzag này sẽ kèm theo cái ví zigzag. Wow. Nó chính là một đôi hoàn hảo trong đó. Hoàn hảo chị ơi, em cũng thấy thích nữa. Rồi nãy giờ là chị đã tư vấn cho Bảo Anh những đôi giày rất là đẹp rồi. Còn bây giờ thấy em đi, em thì yêu cầu nhẹ nhẹ thôi, chỉ cần là cá tính nè, năng động nè, nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng thoải mái khi di chuyển. Thiên Trang, bạn chọn cái phong cách là cá tính thì mình sẽ chọn cho bạn vài mẫu. Vài mẫu. Một đôi giày Boss. Wow. Với độ cao vừa đúng phải. Đúng rồi. Một đôi giày Boss với độ cao tầm 6 tới 7 phân. Một màu đen nó sẽ hợp với cái cá tính của bạn. Và đôi giày Boss nó sẽ kèm theo một cái túi màu đen. Nó sẽ làm chị cầm đem cái túi để em nhìn coi. Đó. Nó đẹp đó em, hợp quá ha. Lát nữa sẽ thử đôi này nha. Giờ chị tư vấn thêm cho em có đôi nào hợp với em nữa không? Mình sẽ tư vấn cho bạn thêm một đôi. Nếu bạn thích sự cao gót thể hiện cái sự uyển chuyển của cơ thể thì đôi giày đen đỏ này chính là phù hợp với bạn. Đúng rồi. Còn đôi nào nữa không ta? Mình chọn luôn một lần đi. Đôi này hiện tại là đang là xu hướng của năm 2015 và đang điên đảo của các bạn nữ đam mê thời trang. Nghe chị giới thiệu thôi là em nhất định là phải lấy đôi này rồi. Màu đen kết hợp với màu nude cũng nó sẽ làm cho bạn rất là dễ mang đồ trang phục. Đúng rồi. Bây giờ mình đi thử giày đi. Chưa, trước khi mà mình thử giày thì mình cũng phải biết là thử giày làm sao cho đúng cách thì mình mới lựa chọn được một đôi giày ưng ý chứ. Quên mất tiêu, em ham mang thử mấy đôi giày đẹp quá em quên. Thì đó, chị tư vấn lẹ lẹ đi, mình thử giày chị. Thường thì các bạn gái đi thử và mua giày với một cái thời gian vô định, lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều. Tuy nhiên là mình lưu ý là cho các bạn khi mua giày các bạn nên thử vào một buổi chiều tầm 3 giờ tới 8 giờ tối. Vì sau một ngày vận động thì đôi chân của bạn nó sẽ to hơn. Đây là thời điểm thử giày một cách hợp lý nhất. Thêm một điều nữa là tránh trường hợp các bạn chỉ thử giày một chân rồi quyết định mua luôn. Vì chân trái và chân phải của một người thì thường có sự chênh lệch về cỡ số. Khi mang giày bạn cũng đừng có nên đứng trước gương mà thử, mà bạn hãy nên đi vào vòng quanh cái showroom để cảm nhận được cái đôi giày của mình nó như thế nào, nó có vừa hay không, chất liệu khi chạm vào da có thô ráp hay không, phần gót giày có ma sát với cái gót chân của mình hay không, sau đó mới đưa ra quyết định. Bạn phải đảm bảo rằng là đôi giày của mình mang nó phải vừa vặn và phải thật sự thoải mái. Vậy là hôm nay mình hội đủ tất cả các yếu tố để mà mình chọn lựa những đôi giày thật là đẹp cho mùa xuân rồi. Bây giờ thì còn thử giày đi.
rồi đó, chị em mình cuối cùng cũng đã lựa được những đôi giày thật là đẹp và thật ưng ý cho mùa xuân năm nay. Mà em á thì được giày, còn chị hả còn được thêm cái ví nữa kìa. Em á chị thấy là em mang á cái đôi giày này đẹp nè, em đang đi tiệc em thấy đi tiệc nữa đúng không? Đúng rồi, mặc dù là mấy đôi kia nhưng cũng đẹp. Còn chị á thì bình thường mấy cái mẫu kia á dịu dàng nữ tính thì cũng có nhiều rồi, đây là lâu lâu khắc khắc chút đỉnh. Nhưng mà đặc biệt là vì em thích cái này muốn mượn chị nên chị phải mua luôn cho mấy đồng. Vậy em thương chị chỗ đó đó Bảo Anh à. Thôi nói chung là cũng nhờ chị quý hết mà mình mới có được những sản phẩm mới rất là yêu thích ngày hôm nay. Những đôi giày giúp cho chân của mình sẽ luôn luôn đẹp nè, thoải mái và tự tin khi sải bước. Cảm ơn chị quý rất là nhiều. Thôi chắc là phải tạm chia tay chị quý ở đây nha. Tụi em sẽ trở lại vào một ngày khác. Bây giờ tụi em vẫn còn phải đi mua sắm thêm một vài thứ nữa. Mà phải đi mua sắm đúng nhiều rồi, để luôn luôn mặc đẹp dịp xuân đúng không? Chào chị nha. Bye bye chị. Chúng tôi là phụ nữ. Cùng với thời trang, đồ trang sức trở thành một phụ kiện không thể thiếu trong bộ sưu tập của phái đẹp. Từ xa xưa, trang sức bạc được sử dụng trong việc làm đẹp, đồng thời cũng được coi như lá bùa bảo vệ cho sức khỏe. Với những trang sức bạc nhiều mẫu mã và thiết kế đa dạng, chị em phụ nữ có thể kết hợp với trang phục phù hợp để đi học, đi làm hay đi chơi. Và đặc biệt, trang sức bạc có thể phù hợp với các chị em phụ nữ trong mọi độ tuổi và mọi tính cách, từ dịu dàng đến cá tính. Chúng ta hãy cùng xem ngay sau đây cách lựa chọn và bảo quản các đồ trang sức bằng bạc nhé, để bổ sung thêm vào bộ sưu tập trang sức của mình trong dịp đầu năm mới nhé. Dạ chào hai chị, em là Tâm, quản lý của Summer, hai chị được phụ kiện ạ. Không biết là hai chị có muốn em tư vấn để mua phụ kiện gì không? Chắc chắn là có. Mình là Bảo Anh, còn đây là Thiên Trang. Dạ, và hai đứa mình đang lựa chọn những cái đồ phụ kiện và đặc biệt là những cái trang sức bằng bạc nữa để mà mình có thể đeo nhân dịp vào đầu năm mới đúng không? Đúng rồi, làm mới mình hơn. Nhưng mà bước vào đây chị thấy là khách trời kiểu không biết là lựa chọn thế nào phù hợp với mình. Để coi nè, Thiên Trang thì thích chọn bông tai với lại là vòng tay. Còn Bảo Anh thì chỉ thích dây chuyền đúng không? Với lại là nhẫn đó. Nhưng mà nãy giờ thấy nhiều kiểu quá nên cũng hơi mất thời gian để chọn lựa. Thôi bây giờ Tâm tư vấn luôn xu hướng trang sức bạc của Shimmer 2015 là gì cho mình dễ chọn lựa luôn đi. Xu hướng mà trang sức của 2015 thì chủ yếu là nó đơn giản và nó tinh tế. Cái đó là nói chung cho tất cả mọi người. Còn riêng về giới trẻ thì như là giới trẻ mình vẫn yêu thích những cái sự độc đáo hơn. Thì trang sức của Shimmer chủ yếu đánh vô cái sự độc đáo đó, là các bạn có thể phối hợp nhiều loại nhẫn với bông tai và với dây chuyền và với vòng tay, rất là độc đáo. Nhưng mà Bon cũng có một cái thắc mắc, đó là không biết là về trang sức bạc thì có rất là nhiều những cái kiểu dáng khác nhau. Thế thì đối với lại Shimmer thì các bạn thiết kế như thế nào để mà cái trang sức bạc với thương hiệu là Shimmer nó không lẫn vào với những cái trang sức khác? Shimmer của tụi em á thì chủ yếu là sử dụng những cái hình tượng nó đơn giản thôi chị. Như chị thấy là những cái hình tròn nè, hình tròn, kim cương, hình vuông, những cái biểu tượng nó rất là gần gũi với cuộc sống của mình, nhưng mà không có ai nghĩ tới là làm nên trang sức hết. Cho nên cái điều đó làm nên cái điểm khác biệt của Shimmer của em. Nhưng mà tuy là ý tưởng đơn giản nha, nhưng mà không biết là từ đâu mà bạn có ý tưởng như vậy. Tại vì thường mình nghĩ là thiết kế ra những cái trang sức thì làm cái gì nó nhiều họa tiết rồi này nọ cho đeo cho nó đặc biệt, cho nó bắt mắt nữa. Tụi em quan sát xung quanh rồi xong rồi tụi em biến những cái đơn giản đó thành những cái món trang sức để đem đến cho mọi người. Nhưng mà nếu như vậy thì với những cái thiết kế này chỉ phù hợp riêng với lại những cái bạn trẻ như là Trang, còn chị mà hơi có tuổi chút xíu thì có đeo phù hợp. Dạ có chứ chị, tụi em vẫn thiết kế những cái mẫu phù hợp với tất cả mọi người, không chỉ dành riêng cho giới trẻ không đâu. Nãy giờ Tâm nói về cái chuyện là những cái trang sức mà kiểu dáng đơn giản á thì mình có thể kết hợp với những cái bộ trang phục để mà mình tôn lên được cái vẻ đẹp của mình á. Nhưng mà Trang không biết là mình phối như thế nào để nó thật là hợp lý với lại trang phục của mình Tâm. Thật ra thì trang sức bạc của Shimmer chỉ có thể phối hợp với tất cả các loại quần áo. Tại vì tụi em thiết kế ra không chỉ để cho mọi người đi tiệc mà còn có thể đeo hàng ngày luôn. Dạ, cho nên là phù hợp với tất cả các loại trang phục. Thôi vậy là quá tiện rồi. Phù hợp với mọi lứa tuổi này, mọi trang phục. Nhưng mà cái điều quan trọng là đeo bạc đó, chị thấy là nếu mà đeo một thời gian á là nó sẽ bị đen nè. Rồi chưa kể mồ hôi một số người không tốt á thì nó không còn được cái độ bóng ngay từ đầu nữa. Vậy thì cái cách mình bảo quản như thế nào để mà mình có thể sử dụng những cái trang sức phụ kiện bằng bạc được lâu bền hơn?
Dạ thì như chị nói là đúng đó, là trang sức bạc là do tùy thêm mồ hôi của mọi người. Thí dụ như mồ hôi muối thì nó sẽ đeo một thời gian nó sẽ bị sậm xuống, nhưng mà mọi thứ nó đều có cách bảo quản của nó hết. Thì bảo quản trang sức bạc còn dễ hơn là mình có thể lấy kem đánh răng, mình chà nó ra, hoặc là mình có thể lấy nước ấm mình pha với lại nước rửa chén rồi mình ngâm vô đó một hồi nữa nó cũng trắng ra. Mà bây giờ là phải vào cái phần quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó, mục là chị em mình đến đây là làm gì? Lựa trang sức. Đó, dạ. Nên là sẵn có Tâm ở đây tư vấn cho Thiên Trang một bộ là bông tai nè, với lại còn bảo anh á mà theo xu cá tính nữa nha. Đúng rồi, đúng rồi. Còn riêng chị á là chị lớn rồi nên là chị thích cái gì đó nữ tính. Em hiểu. Dây chuyền đi. Với lại dạ, cái nhẫn nhỏ. Dạ ok chị. Bây giờ thì chắc lựa cho chị. Dạ đúng rồi. Lựa giày em đã nhường chị trước hay còn gì nữa ha. Dạ thì chị Trang thì nhìn chị Trang rất là cá tính dễ thương thì em nghĩ là chị Trang hợp với đôi đôi bông là đôi bông feeder này. Cái đôi bông feeder này thì nó có một cái vòng feeder luôn. Đi theo bộ rất đi là dễ thương. À, hay quá. Rồi hồi nãy chị thấy rồi. Đấy. Dạ. Ở cái này không? Dạ đúng rồi chị. Rồi đây nè, đó. À, trời ơi, nãy vô là Trang đã thích cái vòng này rồi. Dạ. Nhưng mà tại chưa thử. Đây 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 em nè. Từ từ em, trời ơi là mạnh tay quá hư rồi người ta. Cái vòng này nó đen như vậy nó mới giữ được cái shape của nó cái. Đó, thấy chưa? Trời ơi hợp với em quá, dễ thương quá. Dạ. Đưa con tay đi chị đeo cho. Đây. Trời ơi, chị đeo một bên. Thích quá, được phục vụ tận tình quá. Dẫn chị đi uống nước là được em nha. Đây, trời ơi, nhìn em đeo cái bộ này vào sáng hẳn luôn đó. Dạ, rất là sáng. Dạ, hợp với cá tính của em nữa. Dạ. Không, mà thấy cái thiết kế của cái vòng này rất là hay nha. Dạ. Nếu như mà mình tay có hơi lớn hay là tay nhỏ như là tay em cũng dạ, đúng được. Rồi, nó là free size. Nó nhỏ đúng lại. Dạ. Đó, rồi xong chưa? Được rồi thì qua đây. Đó, dạ. Tới lượt chị. Dạ, chị Bảo Anh thì rất là quý phái. Em nghĩ là nó rất là hợp với lại chị Bảo Anh. Ôi, tựa tựa với lại cái vòng của em. Dạ đúng rồi. À, cái đó cái là cũng hình, là lá hả? Hình mẫu của cái lông, còn cái này là cái lá. Cái lông. À, đây là lông. Đó, dễ thương chưa? Ôi, nó nhỏ xíu mà đeo vào thấy là cái tay mình nó đẹp hẳn ra luôn đó em. Mà bạc sáng em ha. Dạ đúng rồi. Không phải cơ bản tay thì cũng đẹp đó. Dạ, đúng rồi. Một bộ của nó đó chị. Đeo cũng tiện quá ha. Dạ, cái này đeo đi tiện rất là sang nha. Đeo ở ngoài áo vậy đẹp không? Em thấy hợp với chị không? Dạ nó rất là trời hợp. Ôi, nhẹ nhàng nữ tính quá. Rồi công nhận nha, mặc màu đen mà đeo cái trang sức bạc lên nó sáng hẳn luôn đó. Đó, nãy giờ em thích cái dây lên cổ của Tâm kìa. Thì mua luôn đi, trời ơi. Thì đó đang lựa chọn mà. Sao chị có hài lòng không? Chị rất là hài lòng bởi vì nó vừa sang trọng nè, vừa dịu dàng và nữ tính nữa. Đúng rất rồi, hợp với chị. Có một bộ luôn kìa, em cũng vậy. Công nhận nha, phụ nữ mình nó cá tính nào, tuổi tác như thế nào cũng có thể là diện trang sức bạc để giúp cho mình đẹp hơn. Dạ đúng rồi. Mà chị là mẹ rồi chị biết, đeo trang sức bạc á hả, nó còn có thể tránh gió nữa. Nên cho con. Nên là bữa nào chị sẽ tới chị đặt nguyên một bộ cho con chị luôn. Công nhận là trang sức bạc phù hợp với tất cả chị phụ nữ mình luôn ha. Cá tính như thế nào nè, hay là lứa tuổi nào đều có thể là diện cho mình trang sức bạc để giúp mình đẹp hơn, nổi bật hơn chứ. Phải nói là cảm ơn Tâm rất là nhiều ngày hôm nay đã tư vấn cho Thiên Trang với Bảo Anh nè. Trang á thì lựa chọn được những cái bộ trang sức bạc á phù hợp với cá tính mạnh mẽ của mình. Còn Bảo Anh thì rất là thích bộ trang sức ngày hôm nay, rất là dịu dàng, nữ tính. Vậy là mình có đồ đẹp để mà mình chào năm mới rồi đó. Đúng rồi đó, mà nhờ Tâm mà mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian tới là lựa được liền luôn. Đúng rồi. Cảm ơn Tâm rất là nhiều. Và hy vọng rằng là các bạn khán giả, nếu như mà muốn tạo điểm nhấn cho mình trong dịp đầu năm mới này á bằng trang sức bạc thì hãy cứ đến với Shimmer Silver nha. Xin chào và hẹn gặp lại.